Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Nhan sắc gây thương nhớ của Út trong phim Đất rừng phương Nam. Vào vai Út trong Ở đất rừng phương Nam chính là nữ diễn viên trẻ Bích Ngọc. Cô sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, sau đó bén duyên với diễn xuất. Khi các nhân vật chính như An, Út Lục Lâm, cha con ông Tiều và cha con ông, bà Bát Sắn đang ở trên thuyền thì một giọng hò ra diết bất chợt chảy vào tai, thu hút sự chú ý của mọi người. Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, mặc áo bà ba mộc mạc, tóc buộc đơn sơ, gương mặt thanh tú xuất hiện trong ánh nắng ương vàng, thong thả của mái chèo trên dòng nước êm ả. Đó chính là Út Trong, người con gái được tiếng đẹp nhất vùng và sau này cũng là người chị thân thiết với bé An. Vào vai Út Trong Ở đất rừng phương Nam chính là nữ diễn viên trẻ Bích Ngọc. Cô sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, sau đó bén duyên với diễn xuất. Người đẹp 26 tuổi từng góp mặt trong một số dự án phim như Thạch Thảo, Tình yêu và Tham vọng, Lưới trời, Hương vị tình thân, Nhà trọ Balaha. Ngoài đời, Bích Ngọc sở hữu nét đẹp tinh khôi, đậm chất nam bộ. Cô cũng thường xuyên đăng ảnh mặt mộc, quay làn da mịn màng đầy sức sống. Có lẽ chính điều này đã giúp nữ diễn viên ghi điểm với ekip Đất rừng phương Nam. Bích Ngọc cho biết mình từng suýt lỡ hẹn với phim. Ban đầu, cô đọc thông tin casting trên mạng xã hội nhưng tự thấy bản thân chưa phù hợp nên không tham gia. Nào ngờ ít lâu sau, đoàn phim đã chủ động mời Bích Ngọc đến thử vai. Nữ diễn viên được yêu cầu hát một đoạn hò, diễn thử phân cảnh Út Trong trên phim và một cảnh diễn chung với nhân vật Võ Tòng. Sau đó, cô được giao cho vai diễn này. Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng lại có thời gian dài vào lập nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh nên Bích Ngọc không gặp nhiều khó khăn khi phải nói giọng Nam. Cô chia sẻ, tôi có nói với đạo diễn rằng nếu thoại nhiều, tôi sẽ tập nhiều hơn, còn thoại ít thì tôi có thể làm được. Những bộ phim trước đây tôi cũng đều tự nói tiếng miền Nam. Quả thật, xuất hiện trong phân đoạn cuối phim, nếu không nói chắc khán giả cũng khó lòng nhận ra nữ diễn viên vốn là một người con đất Bắc. Trước Bích Ngọc, nữ diễn viên Thúy Loan chính là người thủ vai Út trong phiên bản truyền hình Đất phương Nam. Nhân vật Út Trong xinh đẹp, dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều thế hệ khán giả. Điểm tương đồng giữa diễn viên Thúy Loan và Bích Ngọc là cả hai đều sở hữu ngoại hình trong trẻo, đậm chất tình đầu, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười e ấp đúng chuẩn gái miền Tây sông nước. Bích Ngọc cho biết sự thành công và dấu ấn của đàn chị Thúy Loan từng là một áp lực đối với cô. Tôi biết rằng mọi người sẽ so sánh rất nhiều và đôi khi tôi nghĩ không biết việc mình nhận lời tham gia phim là đúng hay sai. Vì nếu mình làm không tốt, khán giả sẽ thất vọng. Nhưng tôi nghĩ khi đã gật đầu rồi thì cứ làm một phiên bản Út Trong của riêng mình, nữ diễn viên bộc bạch. Tuy chưa có nhiều đất diễn như đàn chị Thúy Loan, song Út Trong Bích Ngọc đã kịp gây thương nhớ cho khán giả với khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên của Út Trong và Võ Tòng. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.